Trưa ngày 24 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an quận Bình Tân đang khẩn trương điều tra truy bắt đối tượng mặc áo hãng xe công nghệ nghi đâm chết một người trên địa bàn. Trước đó khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, anh L, sinh năm 1985, ngụ quận Bình Tân, đang ở trong căn biệt thự ở đường số 3A, khu phố 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thì nghe tiếng hét của ông V là cha anh L, sinh năm 1964, ngụ quận 5, trú quận Bình Tân. Anh L vội chạy xuống thì thấy cha mình bị một nam thanh niên dùng dao tấn công vào cổ, hông, ngực trong sân nhà. Ông V bị đâm gục, thì nam thanh niên vội tẩu thoát. Anh L hô hoán và cùng người dân đưa đi cấp cứu nhưng cha anh đã tử vong. Nhận tin, công an có mặt phong tỏa, lấy lời khai các nhân chứng. Hiện trường, công an thu giữ một con dao dính máu. Quá trình điều tra, công an xác định đối tượng gây án nghi là nam thanh niên mặc áo của một hãng xe công nghệ.